Alo, xin chào tất cả bà con nha. Nè, em về cặp máy bào phay máy Nhật nha. Còn phay hai đầu Shizuka. Con này đầy đủ đồ luôn nha. Thước quang Eto chia đứng nằm này, chữ A luôn nha, cốt luôn nha, cốt của ngang luôn nha. Này mới về sensor thôi nha, cái này bao dọn bao chờ cho anh em luôn nha. Cái này tự động được 4 triệu luôn nha, HIZ với khoang xuống tự động luôn nha, rất là êm ái luôn. Con này hàng VIP nha, này mô cao thước quang HI luôn, sống luôn nha. Con này đã test hết rồi, tất cả hàng riêng hết nha, chỉ có là bộ chia thôi. Bộ chia này em lấy trong thùng hàng cũ nha, hàng thanh lý. Bộ chia đầy đủ đồ luôn, hàng đài loan, còn lại là riêng hết nha, em gác lên nha. Anh em nào không lấy bộ chia này thì để lại nha, tính không tính cái bộ chia nha, tính bộ chia cho anh em dễ mới về tới nên nó vệ sinh mới lên luôn nha. Các số là ok em ái hết, để em đo cái thông số cho anh em nha. Con này thì khách chốt rồi, còn con này thì chuẩn bị lên clip nha, xong hoàn toàn rồi nha. Con này đa dung Hàn Quốc, trọng tâm 750, trọng rất là ok. Con Morisaki 810 chuẩn bị lên clip luôn nha. Đó, con này thì 35, còn con Mori là 45 nha. Anh em có nhu cầu có giá luôn. Con thuộc chốt, như con 650, con này vẫn còn nha, con này điện 1 pha 2.2. Chủ yếu này con Shizuka, con này tướng phải tầm 2 tấn mấy nha. Qua cái tô lớn luôn nè, 108 mở ra phía 300 nè, cái tô giờ thiết lập luôn nè. Bàn 1m1 thì qua lại chắc tầm này có thích quang như đây chắc tầm 700 luôn nè, qua lại nè, dấu nè, đưa ra cái này em đo ăn án đó nha, 260 300 nha. Còn tâm cao nè, tâm cao thì 400 mấy luôn á, tính ra 400 là ngay cái mí BT luôn nha. Ở dưới này còn xíu nữa nè, tâm cao nha, tự động vô ra qua lại lên xuống với khoang xuống tự động luôn nha. Tất cả cho này tích hợp thế này, đang điện 3 pha 200V zin nha, con này hàng zin hết nha, có cái chữ A, hai chữ A luôn nè, với cốt phải ngang, có được mấy cái BT luôn nè, cái xiếc ngang luôn nè. Rồi con này chốt giá 70 nha, bao giòn bao chạy bao êm bao đủ. Còn con phay thành con bào, con này thì hành trình 600, con này cũng hàng hàng công luôn nha, điện 3 pha 200V luôn nha. Con này xài hộp số 4 số với bên này 2 nữa là thằng 8 motor qua cái Amazia có tự động luôn nha. Cái này cũng test rồi nha, hoạt động rất là ok hết. Cái này giá sơn là rất đẹp nha, băng bằng còn rất là đẹp, kèm Eto lớn luôn, Eto này 300 mở 300 400 gì luôn nha, có sai độ luôn, với có cái đầu bào nè. Về chế lên cái đầu thục chốt rồi nha, chưa xài luôn, có thêm cái đầu bào nữa nha, có cái cán dao nữa. Con này kiểm tra nhông bồng rồi rất là đẹp hết rồi, số má nó ok hết, nhông trong rất là đẹp luôn.
nhông kiểm tra hết rồi, chỉ có là không có nhớt thôi, bạn em về xài về thay nhớt cho. Con này tầm cỡ 2 tấn nha. Hoạt động ok, tự động qua lại, điện quá pha 200. Con này chốt giá cho anh em nào về xài nha, 28 triệu nha. Rồi, anh em có nhu cầu về bào khoai có gì alo nha. Con Tuda này thì clip sau em sẽ lên cho anh em nha, này không có quay nha. Là một mét 2. Rồi, anh em có nhu cầu về máy móc thì bên em vẫn còn nhiều nha. Cục ca chưa có làm đụng tới luôn, anh em giá rẻ để anh em nào làm sang lại luôn nha. Khoai như một số máy trong nha. Anh em có nhu cầu tiền phải bào có gì ghé ủng hộ nha. Thôi em xin tất cả giáo chị tạm biệt nha. Hẹn anh em những cái clip sau nha.